Ngoài xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà 4 tầng xây mới diện tích 35m², thiết kế 4 tầng, vị trí thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Quý vị nào đang không thích nhà xây dựng liền kề thì có thể tham khảo những căn nhà độc lập mà dạo gần đây Ngọc Anh thường xuyên quay và review cho quý vị. Với ngõ trước nhà được hơn 2m, cuối nhà là hướng đông mắc. Căn nhà thiết kế 4 tầng xây mới, sổ sách pháp lý chuẩn chỉnh rõ ràng. Theo đúng hiện trạng nhà là quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Ngõ trước nhà hơn 2m, cách 20m là ra tới ô tô tránh. Nằm ở trong khu dân cư đông đúc, xung quanh đầy đủ tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. Vị trí thuộc phường Yên Nghĩa thì nó gần với khu đô thị Đô Nghĩa, gần với lại Ủy ban nhân dân phường, gần với trục đường quốc lộ 6, gần trường đại học Phenica, gần khu đô thị. Nói chung xung quanh đầy đủ tiện ích chợ, trường, phường, trạm cho quý vị. Từ vị trí ngôi nhà này mà đi lên tới trung tâm Hà Đông thì nó chỉ phạm vi bán kính khoảng tầm 6 đến 6 km thôi quý vị nha. Hiện tại em đang đứng ở phần tầng 1 là khu vực để xe, một phòng bếp, một phòng vệ sinh. Còn căn nhà này phòng khách thì thiết kế ở trên phần tầng 2 nha mọi người. Đây là phần tầng 1 của ngôi nhà. Căn nhà này là hoàn thiện xong hết rồi. Phần cửa chính thì thiết kế cho quý vị hai lớp cửa. Bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Ngoài phần cửa chính thì chủ nhà thiết kế thêm một cửa sổ ở bên hông này nữa. Gạch thiết kế là gạch 60-60 vân đá, trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, hồ sơ điện nước đầy đủ. Theo đúng như hiện trạng là sáng mua chiều về ở luôn quý vị nha. Ở đây tầng 1 là chủ nhà thiết kế đây, để khu vực để mỗi xe máy thôi, tương đối là rộng, thoáng. Còn đây là phần không gian phòng bếp, với phần không gian phòng bếp của ngôi nhà đây. Diện tích rộng, thiết kế hợp lý, hài hòa. Phần tủ bếp thiết kế gỗ MDF chống cong vênh, tủ bếp tương đối là rộng đấy quý vị ạ. Mặt bếp thì ốp đá granite và xung quanh bếp thì là ốp gạch. Phụ kiện bếp lắp đặt đầy đủ cho quý vị. Quan trọng nhất là những căn nhà ngoài quay và review cam kết cho quý vị 100% sổ sách pháp lý rõ ràng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng, chuẩn chỉnh, không có nằm trong quy hoạch. Cho nên mọi người cứ hoàn toàn yên tâm nhé. Ở phần tầng 1 thì chủ nhà lắp cho quý vị hai chiếc quạt trần. Nhà có sao thì bán theo hiện trạng là y như vậy. Một phòng vệ sinh sử dụng dưới tầng 1, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Căn nhà này hồ sơ điện nước hoàn thiện xong đầy đủ hết rồi. Bởi vì xây độc lập cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Tay vịn cổ trụ cầu thang thiết kế từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 là gỗ mọi người nha. Ngăn cách giữa phần khu vực tầng 1 để xe và phần cầu thang ở đây thì chủ nhà lắp cho quý vị một vách CNC gỗ. Mời quý vị theo chân Ngọc Anh lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà, xem ngôi nhà này thiết kế ra sao. Đây, em đang đi lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Với tầng 2, công năng sử dụng như sau. Đây chính là khu vực để phòng khách quý vị nha. Và phòng khách thì chủ nhà thiết kế sẵn cho quý vị ở đây một bộ ghế sofa, rồi là quạt trần, ở đây là tivi đó. Nói chung nhà như thế nào thì quý vị đến mua bán theo hiện trạng những sản phẩm mà Ngọc Ánh đang quay. Đây là phần không gian phòng khách rất là rộng. Với căn nhà thiết kế phòng khách ở trên tầng 2 thì nó tương đối là hiện đại và gần đây là tương đối là hiếm ở trên kênh đấy quý vị ạ. Bởi vì thực ra 30m không có quá nhiều căn hiện tại mà thiết kế như thế này đâu ạ. Cho nên quý vị có thể cân đối. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60. Màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Hành lang đi vào giữa hai phòng tương đối rộng. Đây là phần phòng ngủ hướng ra phần mặt ngõ. Đây. Với phần phòng ngủ này thì chủ nhà lắp đặt sẵn cho quý vị rèm cửa, giường. Cửa sổ thì thiết kế hai lớp, thoáng. Giường này thì giường mét 8, 2m mọi người nha. Đó. Tất cả các cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Đây. Với cái không gian trong phòng ngủ này, nếu như mà thiết kế thêm một cái tủ quần áo đây nữa thì cũng tương đối là rộng. Một phòng vệ sinh sử dụng ở phần tầng 2, đầy đủ hết hệ thống thiết bị vệ sinh, sử dụng theo từng tầng, hệ thống sen tắm này, bồn cầu, lavabo. Đây là phần tầng 2 của ngôi nhà. Mời quý vị theo chân Ngọc Anh lên khám phá tầng 3 nhé. Ở tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế công năng sử dụng hai phòng ngủ trước và sau. Đây ạ.
Phòng ngủ hướng ra phần mặt ngõ, tương tự như ở phần tầng 2, đầy đủ rèm, giường, tủ. Và phòng ngủ ở phía bên trong. Lên trên phía tầng 3 là đã có 3 phòng ngủ rồi quý vị nhá. Đấy. Đây là vấn đề rèm cửa, rèm cuốn mọi người ạ. Trong phòng ngủ này rộng thoáng, nói chung nhà em đã quay chi tiết review rất là kỹ lưỡng, cho nên quý vị cứ có thể cân đối xem là nó có phù hợp với lại công năng sử dụng của gia đình mình hay không. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng ở phần tầng 3, 2, 3 là giống nhau. Và mời mọi người theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà. Trên tầng 4 của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị. Ở tầng 4 thiết kế một khu vực để máy giặt riêng. Đây. Nhỏ nhắn, hợp lý. Một phòng riêng. Phòng này thì quý vị có thể làm phòng thờ, phòng làm việc, tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Đó. Và phần còn lại, sân phơi. Nói chung là em quay cụ thể từ tầng 1 cho tới lên tầng 4. Quý vị hoàn toàn có thể tưởng tượng ra xem à, ngôi nhà này với diện tích như vậy thiết kế nó có hay không? Nó có phù hợp với hộ gia đình mình không? Đây là phần đằng sau, xung quanh, nằm ở trong khu dân cư đông đúc. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin, chi tiết cụ thể, cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế, chọn lựa cho gia đình mình một căn nhà ưng ý nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.